nay cầm bông chúa đam trọc quân khăn ông thông sáu tam propon hai trọc bình nếch chạy bê đại đập rắn thang ấy ai cắt lụ bàn mùi khai ai đam bàn lâu tự đọc bị đồ Rông tích cho sở nhà ảnh trí, nì mắt sở nhà này quân lập hiệp Rừng chiến, thôn chiến, sát chiến Nước lòng vì tàu đức trong nông bóng bóng tập mưu bị cùng rụng nâng cao thua cả sạc cam rộp bóng cả sạc cầu thay mối để viết xong sổ mệnh tên xâm rạp và chia cả sạc cầu không ai dưỡng chỉ biết xác nhận đại quật cầm bóng tài và cầu rộp bóng xanh thì ta còn miền đây tình lễ tôi đại quật lại thua cả sạc cam tại đây thông đi kê bán nó sắp đây chúng hiện thực tế rồi có nơi hàng rào thực tế cái đấy bông phong ai chơi thử bàn bên khác dân ai vừa càng nghe sầm nang rồi có dân chùa lại kê ấy xén bông phong ai chơi thử bàn đi tới về chỉ pleasure để dân ai bạc can chơi nô bàn mà pleasure tuyệt đại chết đấy mong sợi để bông phong mang khơi được không bị đau đấy còn cứ chỉ cầm một câu rung chạm tay còn mà tay nó bị đại tranh bị thơ cá còn chỉ diếm chơi liệt cái chơi này thực đây chúng hiện thực tế bọc quát làm bay thực cả đâm đầu tập cuốn nâng bọc hết chi trái hay nâng ở chi bản suy xén xén tuyệt đại hay cả đâm đầu bọc quát cứ quát đâm đầu nó không thông sao để bông phong hay quát chơi ở đồn đặc sắc, rồi có ở cổng bóng cho được bóng bóng mang khơi nơi không bị thấu đi làm bay thuộc cả đạn đám có chi dân thuê dạng ná ai ca chùm này từ lực lại đám nâng cứ tịch vì bố thác có đoạn mình lùi cho đoạn được kê tế hình chân hai chi dân chân này ấy để nơi chất khuôn để còn ai thợ bán cứ có chi dân chân này hình chân ca ở chân rơi rồi bó bó quả nâng cứ vì là ô tổng thác có ai ở chân ô bi càng hiểu chạm bó quả màn mà toàn hai bệ đại mẫu đọc thế có chết bê mà mong bi mong đồng bay thuộc cả đám đồ thật cu nâng thêm tiết tới chai bê thẩm thật đọc răng thằng ấy cứ còn ai cắt bộ bàn này chẳng chân nấu nó cứ vị trí chân nấu một lời tiết để dân ai rộng bàn vì phụ thập sân mà dân tục về tình này cháu có việc ai đâu chân nấu nâng bàn đài hai chân phụ ca đâm đó cứ mơ tới cứ mình sơ chi bà bà ấy tế bông bông phụ thà quạt đâm đó đào đặt nơi khăn thông xin nào chẳng mình chạm mạch với ca sợi tật sợi ấy tế hai chân phụ bông bông đài bàn đăng vì ca đâm đó đào bà bà hai chân phụ nấy cứ kê minh thân nam kê đặt nơi khăn thông xin nào nâng tớ cứ vị trí xa thiệt bông bông này chẳng nhưng mình chạm mạch bánh thân nam rưu cơ đặt thân nam ấy tiết nơi khăn cầm lòng về để dân đam nâng tế hai môi tiết vậy đặc trưng trong lực dụng mà ông dạy đó cứ việcプラプラ tia tịch nhé một ông tia tia tàu chẳng một ông ai vừa bàn hai chồng này về với địa khơi tầm tận đập ram tháng ấy cứ một ông ai tam độc rồi có cắt tập cô nước từ luận tập xa bàn hà chết đáng cả sẽ có thai để một ông mang khơi ní cứ quạt ráp tha đập ram tháng ấy mền hai khăn ông mặc hai cứ quạt ai tam bàn lâu tận đập bị đó làm bây vừa ca luận tập cam tập xa hai đứa xa tập lại bao quạt tam tàu đây sờ tập hiệp thanh nam đại quạt đã nâng cò vị trí thanh nam đây mình bắt bò đó sờ hiệp đây cứ xong sớm tới tam bộ quan để cái ban cầm đoạn chứ thôi ai nơi chỉ riêng rồi bắt môn quan cho nhà thôi cái cứ quan cắt lại để quan đâm đó thằng ơi nó cứ luộc đặt nơi mục tiêu chẳng tới nó phải để miền chung cái tro được cái này hai ta chung cái đam mà dốc cứ cái lực đâu từ luộc to từ chẳng có thua bạc đi chỉ riêng rồi tháng ngày nó phải để quan tranh bị thua cá cứ quan chỉ liệt đâm đó lại bạn này ai hay quan ban gì tha về class chân đầu để quan ban bị ca đâm đó lại bạn nâng đâm đó từ cuốn tịch tư chỉ vẫn xuống tịch tư và phải chỉ xin tịch tư có thả sừng thả chân chiến chân đầu để quan ai cái đầu ban bị bạc hại và chạm khai thì từ bóng bóng cứ có thả ban chân để tay quan nó phải để ban tụi tôi cho chạy xong hay chỉ diễm đám thai mà việc ban vớ chung thằng mấy ai miên phải lại ai mồi lụ chỉ đứng vào thằng này tới cứ khơi thạc bán tràn chứ còn có chạy thằng miên cầm láng chật bùng rích này cả đám đồ bọc quạt tiền như tới cái lại na đại miên đây từ nè đại lượng riêng thôi cả đám đồ bán cứ quạt đặt bàn hay quạt bàn như thế nguyên chi chi chấm nấu muối cứ chi chấm nấu lượng một đàn dương mơ tới mình sợ lỗ mơ thì mình thay nó về đây chấm nấu bảy trăm khai sập tới cứ bán tràn chẳng nhưng xong được tự chặt ra bông phong của thầy chỉ thơ vừa bẹp đi bông phong khác cứ quạt cái thắng đám bán làm tầng thì tự luận nè chạy bông phong tiếp xa cứ kẹo mà rồi dương tiền đặc ban tập bóng phố mong ông chi dương tập tiếp xa sân như tụi lụt ấp xa sân hãy bắt cái thời dương nằm tốt tại bạc mệnh anh chẳng biết cứ chờ các đại dương bậc cả tiếp xa bây giờ bóng phố đam hãy bóng phố bật kịch tập tiếp xa chạy mấy kia mà tính cứ kẹo mà tính tề chẳng chi dương mấy kia score dương tân thời dương đam mấy kia khá dương gặp bóng được thua ấy về đại dương tập ok dương dương tụi lụt tiếp xa mà khai bị khai tới cứ kỳ chập ram score dương chẳng chung môn kỳ đấy cứ kỳ chập ram mà rồi dương hay chẳng bẹp nặng chẳng cứ chỉ là việc này cả thôi cả sự cam bớt mà dương miền là bao hai dương tập chi dương tập ram cái số tháp pina cái nặng đang thay dương miền là bao lụa chẳng số mặt bóng phổ thôi bẹp như hay thì tới đội đẹp bị trái dương thì thà rồi từ đây tới trái đó bóng phổ sân bạc bóng phổ của bóng miền càng nghĩ hay dương chuyện thôi là bộ bẹp như là tiếc tiếc cứ ai thà mình tôi mình ban trả được cái của ban rồi thay mà hộ bất chấp thay đại hai mươi tiết cứ dương ban bật lại để lỗ nợ bay hầu trong trong cửa sau bây giờ thua dương mình sẽ có thêm lỗ đại chào con trong video từng ao của dương thua lá nợ bay anh đã cột cán của chị xong thì subscribe nợ bay tập tụ ban cầm lên chi và cảm thấy thấy mừng kỳ vì bỏ mốc robot nằm vì bỏ nó phải bay mốc robot nhóm anh đã cột prote nhóm
ព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំចែករំលែកគម្រិតអាជីវកម្មធំបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2023ម្ចាស់អាជីវកម្មថ្មីថ្មីជាង200ក្រុមហ៊ុននឹងជួបជុំគ្នាធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីគម្រិតរកស៊ីថ្មីថ្មីនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជានិងទីផ្សារក្រៅប្រទេសសិក្ខាសាលាធុរកិច្ចត្រៀមខ្លួនរកស៊ីសម្រាប់ឆ្នាំ2024បង្រៀនដោយអ្នកជំនាញធុរកិច្ចនិងម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំតែរំលែកសិភើគំនិតលក់ចំនួន 3,000 ក្បាលដោយឥតគិតថ្លៃនិងមានមហោស្រពសិល្បៈសម្ដែងជូនទស្សនាផងដែរស្តង់អាជីវកម្មស្តង់អាហារស្តង់សុខភាពស្តង់បច្ចេកវិទ្យាជាង200អាជីវកម្មនឹងជួបជុំគ្នាធ្វើបទបង្ហាញលក់ផលិតផលនៅក្នុងតម្លៃពិសេសនិងចែកជូនផលិតផលហ្វ្រីសម្រាប់អ្នកទស្សនាផ្ទាល់ថែមទៀតផងជួបគ្នា2ថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃទី2ទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅក្នុងបរិវេណវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ITC ឬសាលាតិចណូយើងជួបជុំគ្នាយើងចែករំលែកជាមួយគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មយើងដើម្បីអនាគតប្រទេសយើង